Hôm nay là em tò mò các bạn, tò mò em khám phá, bởi vì em thấy một bộ bâu để họ thiết kế, cái bâu này để treo trên trần nhà, treo trên trần nhà các bác nhé, treo móc và bốn con loa treo vệ tinh này, nó được treo đây, lên bốn cái giá góc ở đây nhé, bốn góc, đấy, nó có điểm đấn để treo bốn góc, và ngoài ra thì nó có cái điểm gá này trong cho cái con súp này nằm ở trong trần nhà, đấy, đấy bình thường này. Chưa bình thường thì đây bác cho gập nó vào này, không khi cho trần nhà khóa đấy, bâu này bâu treo để treo các loại giá đây, nó nhìn cái giá của nó gái này này đấy. Thì em về em thử thì em thấy nó vô lý, bảo tại sao nó lại hay thế, cực kỳ hay luôn, đặc biệt là những con loa tay này lời nó sáng, cái loại loa mình bán, cái loại loa mà mấy khoảng độ 1 triệu 2 triệu 3 một đôi thì không thể lại được cái bâu này. Đây, bốn con loa tay này là bốn con loa nó nằm nó treo xung quanh bốn một cái cục súp này. Thì em mới quay lại em bảo là, em nhìn cái cục súp nó con này thì em bảo nó đánh kiểu gì. Đây, em mở hết ra. Đây các bác nhìn này. Đây là tất cả bìa chờ tần của nó này. Cái mặt sau này là cái mặt đây, là đấu đường dây vào và dây ra, nó còn nguyên. Nguyên họ, dây vào dây ra, em thử. Em thử em bảo tại sao mà hay thế. Vô lý này moi ra thì bác nhìn này. Nguyên con súp của nó em đã nhìn, em thấy con súp đầu tiên em thấy con súp nó rất là nhỏ gọn mà lại chất âm ở đâu mà mềm ấm vậy. Nó ra đây nó làm kép này, bên này một bên nhé, vậy là trong này như thế này là thành hai con súp. Đây một con bên này này, nó nhìn này này đấy, có nghĩa côn, cái này theo em nó đoán là côn kép hay là như nào đấy, các bác biết về loa thì bác cho em một vài bình luận cho các bác ấy tham khảo cho biết nhé. Đấy, bầu đấy, loa bầu đấy, bầu zin bầu xịn cho các bác luôn nhé. Đấy em chỉ nhìn thế này, bình thường những con khác ấy, thì nó chỉ có một râu đây và một râu bên kia thôi, nhưng con này nó lại hai râu bên này thì thành ra một loa rồi đúng không, bên này hai râu nữa nó lại thành ra là hai loa đấy, hay là con bát này nó xử lý cả lời súp và cả lời chung thì em không rõ đấy, thì bắt đầu nắm được cái này thì cho em biết đấy. Đấy và đặc biệt là cả cái bộ này giá nó không đắt các bạn, không đắt một chút nào cả nhé, không đắt một chút nào cả, cả bộ này luôn, cả bộ này 4 triệu 8 cả bộ luôn, gồm có một con loa bát súp này, bốn loa tay này, 4 triệu 8. Đấy là mức giá thấp nhất em Tuấn giới thiệu và báo cho các bác nhé, còn bác nào mà xác định mà cả giá thì thông cảm luôn, em nói luôn mức giá đấy mà các bác còn trả giá em thì em bó tay không mua đâu. Các bác cứ search lên Google nhé, dòng này nhé, bầu nhá, cái gì đây, cái pack này 3 này, series 2 này, chưa nhá, 200W này, trở kháng 6 ôm này. Bác cứ gõ cái này lên trên trang những sản phẩm này ở nước ngoài nó toàn 10 mấy triệu thôi. Đấy, doang còn nguyên hết đây. Nhưng em muốn khui ra để cho các bác xem. Những con như thế này có mức giá 4 triệu 8 cả bộ, gồm có cả cục súp này và bốn loa tay này. Những cái này rất thích hợp cho các phòng trà nhé. Phòng trà hoặc là sân vườn hoặc là nhà trần có, ví dụ nhà đóng trần gỗ ấy, có điểm phòng trà để trang trí rồi luồn dây đường lên ấy. Đấy rất là hay. Còn những cái mặt như thế này, những cái mặt e căng này này các bác này, thì qua năm tháng nó sẽ bị ố bẩn. Các bác muốn đẹp, ví dụ các bác muốn sơn cái màu này là màu vàng hay màu trắng, bác chỉ cần là lấy băng dính bác sơn bịt cái logo lại, bác sơn vào, bác vệ sinh bác sơn vào, màu gì nó ra màu đấy nhá. Những cái đấy thì đơn giản, các bác không sơn được thì bác đi đến thợ sơn xe ô tô, sơn xe máy họ làm cho họ 200-300 đẹp lung linh đấy. Còn bên em bán hàng bãi thì hạn chế, không bao giờ muốn tuốt, không động vào chạm vào tuốt này. Vì nó đẹp này mà tôi tát gì không? Tôi tát gì ạ? Cả bộ này 4 triệu 8 á. Bác nào lấy được liên hệ với em nhé.